Thưa tất cả quý vị, đó là những cái giai điệu rộn ràng về mùa xuân mà từ nãy đến giờ có lẽ chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều và cũng gặp gỡ rất là nhiều những gương mặt nghệ sĩ, ca sĩ mà chúng ta yêu mến. Còn bây giờ, để tiếp nối cho chương trình đặc biệt nghệ sĩ mừng xuân, xin mời tất cả quý vị lại cùng tiếp tục gặp gỡ Elvis Phương, Cẩm Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh và nhóm Năm Dòng Kẻ. Dẫu biết rằng là những ngày cận kề cuối năm thế này ai cũng bận rộn cả. Nếu như ai đó xem được chương trình này, Hưng cảm thấy rất là vui và có thêm được cơ hội chia sẻ với quý vị nữa. Xin kính chúc cho tất cả mọi người dân Việt Nam, các doanh nghiệp này, các trường học, rồi các cơ quan xí nghiệp, ban ngành, kể cả các tiểu thương, mọi người trong đất nước mình luôn luôn bình yên, mạnh khỏe và không có thiên tai, không có những người mắc bệnh những bệnh hiểm nghèo quá ác, không còn trẻ em bơ vơ, không còn những tệ nạn xã hội. Trong một năm mới, một năm Mão hiền lành, chứ không có giữ như năm cọp vừa rồi, như thiên tai đã lấy đi rất nhiều những cái khó khăn, những cái mạng sống cũng như là những cái ruộng lúa, hoa màu, tài sản của người Việt Nam mình rất là nhiều. Hy vọng năm mới sẽ hiền lành hơn, sẽ tốt hơn cho tất cả cho mọi người và cho cả Đàm Vĩnh Hưng nữa. Xin cảm ơn rất nhiều. Phương Thanh đã trải qua một năm cũng gọi là có nhiều vấn đề và mình cũng đã vượt qua được. Và trước thềm năm mới thì cái niềm vui của Phương Thanh nói chung là rất là vui vì mình đón một năm mới, mình đón một sự may mắn của một năm mới tới. Và Phương Thanh nghĩ là quý khán giả cũng đang là háo hức để đón một năm mới, để đón tất cả những niềm vui, những may mắn sẽ của một năm mới Tân Mão sẽ tới với mình. Và với năm Tân Mão thì Phương Thanh nghĩ là tất cả những cái gì sự nhẹ nhàng dịu dàng như con mèo vậy đó sẽ tới với tất cả mọi người. Và xin kính chúc quý vị một năm mới, năm Tân Mão một sự an lành trong cuộc sống và hạnh phúc. Khi chúng ta có sự an lành, chúng ta sẽ có tất cả là tiền bạc, sức khỏe, sự nghiệp, tình yêu. Và chúc sự an lành đối với mọi người. Xin cảm ơn rất là nhiều. Nhân dịp năm mới và Tết Nguyên Đán, Elvis Phương xin kính chúc quý vị khán thính giả đang xem chương trình Chat Với Sao một năm mới an khang và thịnh vượng. Trước tiên thì do Cẩm Vân xin gửi đến tất cả khán giả bốn phương một lời chúc năm mới Tân Mão 2011 thật nhiều sức khỏe và thật nhiều hạnh phúc. Đối với Cẩm Vân thì Tết là một cái điều mà rất là thiêng liêng cho gia đình mình và cũng như quý vị, phải không ạ? Nên Cẩm Vân rất là chờ đón năm mới và hy vọng. Nhóm Năm Dòng Kẻ xin được chúc tất cả các quý vị khán giả sẽ đón một năm mới, một năm Tân Mão thật sự vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bên người thân và vạn sự như ý, an khang, thịnh vượng. Xin chúc mừng năm mới!
hát lên khúc nhạc đón xuân. Kìa bao cô gái đắm say trong tình xuân, kìa bao chàng trai ngất ngây nụ diều mừng, và tình yêu đến mãi mãi cùng nhau nhìn về tương lai, đắm say mong đẹp ngày mai. Đón xuân mới đem hạnh phúc cho cuộc đời, đón xuân mới đem niềm vui cho mọi người, đón xuân mới vơi niềm tin vào cuộc đời. Sáng tươi kia và em bé tung tăng trong mầm xuân, nhịp nhàng bên nhau buông ca vui reo mừng, đường ra khung khoe áo mới, nụ cười hôn nhân trên môi, tháng xuân đang về khắp nơi. Bầy chim tung cánh liêu lo trên trời xanh, chờ mùa xuân sang nắng lên trong huy hoàng, dịu dàng ngàn hoa sắc thắm, già dào tình yêu quê hương hát lên khúc nhạc mừng xuân. Giang ngàn hoa sắc thắm, dạt dào tình yêu quê hương, hát lên khúc nhạc mừng xuân. Và quý vị có thấy không, cho dù bận rộn như thế nào thì các nghệ sĩ muốn rằng là mình có những cái lời chúc Tết dành cho tất cả quý vị nhân dịp những giây phút đầu tiên để bắt đầu một năm mới. Và có nghĩa rằng là họ cũng muốn là mình luôn luôn hiện diện trong trái tim của các khán giả thương yêu mình, để có thể chia sẻ, để có thể lắng nghe và cảm thông nhau trong đời sống này. Và một năm lại đến với tất cả chúng ta, anh quan tâm chắc là năm nay sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn, nhất là năm con mèo. Người ta nói con mèo thì cái gì cũng nhẹ nhàng, cũng mượt mà hết, và chắc chắn là mọi điều sẽ hết sức là suôn sẻ. Và một lần nữa, biết rằng là nãy giờ chúng ta đã nhận được rất là nhiều những lời chúc dành cho nhau rồi, nhưng cũng thay mặt cho những người thực hiện chương trình, anh Quang xin được gửi đến cho tất cả quý vị trong từng gia đình Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới suôn sẻ, trọn vẹn, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, và đặc biệt sẽ có sức khỏe thật dồi dào để có thể sống, làm việc, yêu thương và đi tiếp trên con đường của mình, tiếp bước vào ngày mai. Và những ngày Tết sẽ hết sức ý nghĩa đối với tất cả của chúng ta. Và một lần nữa chúng ta sẽ cùng nhau cảm nhận những ngày Tết Việt Nam thật là ý nghĩa nha quý vị. Xin được cảm ơn rất nhiều và chúc mừng năm mới.